mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 5 tuổi á? Thế con tên gì? Thế là con bán này. Con bán này. Mẹ con đâu? Bây giờ hỏi cái này. Hỏi con mấy tuổi đây này? 10 tuổi. 10 tuổi mà nhỏ này á? Đó là mà. Học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Em 1 tuổi thì học lớp 4. Lớp 4. Con tên gì? Ra xin làm cái. Thế bây giờ mua ủng hộ thì cho quay nhá. Được không? Được không?